Mới đây tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, camera trên một xe container ghi lại cảnh xe ô tô 4 chỗ đi chậm cùng chiều, được cho là xe chim mồi để xe container này đi lấn làn đè vạch, nhưng tài xế xe container đã tỉnh táo xử lý tình huống giao thông. Theo đó, xe container có gắn camera hành trình lưu thông trên quốc lộ 10 hướng Hải Phòng đi Thái Bình. Khi tới ngã ba đường Thái Hà rẽ phải đi thị trấn Hưng Hà, Thái Bình thì gặp xe ô tô 4 chỗ hiệu Hyundai Grand i10 loại sedan mang biển kiểm soát 17A21366 đi cùng chiều, được cho là xe chim mồi. Đáng nói, xe này đi với tốc độ rất chậm. Mặc dù tài xế container liên tục bấm còi xin vượt, nhưng tài xế biển 17A21366 không muốn nhường. Đi được một đoạn thì tài xế 17A21366 có bật xi nhan phải tỏ ý nhường đường cho xe container vượt lên. Tuy nhiên, tài xế xe con cố tình để khoảng cách không đủ an toàn cho xe container vượt. Do mặt đường là hai vạch nét liền màu vàng, vì vậy tài xế container không thể vượt. Nếu nóng ruột vượt thì tài xế container sẽ vi phạm luật giao thông. Tình huống diễn ra như vậy trên suốt quãng đường dài khoảng 2,5 km. Với kinh nghiệm lái xe lâu năm, tài xế container quyết không mắc bẫy và chấp nhận đi chậm phía sau cho hết đoạn đường mà xe chim mồi đã rong.